Hello, hello, Lộc xin chào ông bà cô chú anh chị em một ngày lễ Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Mọi việc đều tốt đẹp đến với mình trong năm tới nha. Rồi, thì hôm nay thì ngày lễ của lễ Giáng sinh, lễ tạ ơn, thì Lộc cũng có chút xíu quà tặng cho Thắm, không có gì lớn. Chị có đi chạy đi mua đó bông này ha. Đó bông này để tặng người yêu. Bây giờ trên đường đi đi chờ trên đường đi chạy ra tiệm của Thắm để tặng cho Thắm một đó bông bông hồng để một rồi chút xíu để gì đó có để tỏ lòng là mình thương nhớ thương mến Thắm rất là nhiều, chút xíu tình cảm đã Thắm ra để đối lập biểu diễn tả ra cái tấm lòng của Lộc đối với Thắm, thương mến Thắm như thế nào, cũng là để cảm ơn Thắm đã giang tay ra giúp cho Lộc có một cuộc sống tốt đẹp, vì Thắm đã hy sinh cho Lộc rất là nhiều trong trong tương lai và hiện tại. Thì một chút xíu tấm lòng để gửi đến cho Thắm đã vì Lộc mà cũng mang Lộc thương mến Lộc yêu thương Lộc thì hãy nói lên đây Lộc cảm ơn Thắm rất là nhiều và cũng là cái để tỏ chút xíu lòng thành cái tình cảm của mình đến với Thắm để cho tất cả cho Thắm được vui vào những ngày lễ, vì giữa Lộc với Thắm thì coi như cũng như là Thắm thì không có người thân ở gần kế bên, Lộc cũng vậy, chỉ có hai người vợ Lộc và Thắm thôi là bên cạnh với nhau, thì tính đường dài sống cả đời kiếp thì một xíu tấm lòng thì để thương mến lẫn nhau yêu thương lẫn nhau, đó là những gì Lộc làm cho Thắm được vui trong cuộc đời trong cuộc sống này, thì để có gì đó thì hy vọng rằng Thắm sẽ thích những cái bông bông này nhé. Bây giờ mình kiếm đi kiếm người cầm cái máy qua giùm mình ha để mình đi đi tặng bông cho người yêu. Thì bây giờ đi vô tiệm là bà con ta nhìn nhìn là con là đỏ mặt luôn đó. Đừng có mắc cỡ nha. Để đi kiếm người nha. Rồi mượn người ta cầm cái máy giùm đi để mình đi vào mình quay mình tặng tặng bông cho người yêu. Bây giờ sắp tới tiệm rồi. Rồi chờ chút xíu nha. Bây giờ là mình đi vòng ra cửa sau không, mình đi âm thầm vào ha. Coi mọi người trong tiệm cầm máy giùm mình đi ra cửa sau, mình vào coi bằng đường cửa sau trong tiệm. Surprise tay surprise Thắm tặng bông nha. Bây giờ mình đi tới tới ngôi sao rồi, mình âm thầm mình lén lút vô đây. Bây giờ là Thắm đang ở ngoài sao, chị dừng ngoài sao không được, phải đi vào ngoài trước rồi. Surprise mà phải canh chừng coi kiếm người mới được, và phải chạy vòng ra ngoài trước lại. Thì đây là những cái đường phố. Ở đây coi như là cái trung tâm chợ búa đây. Mình vào đây. Đi kiếm người kiếm người kiếm người. Rồi nay tự nhiên đâu xe vô nhiều làm cản trở việc thiện việc tốt người ta đang làm. Tập ra đây đi. Bây giờ đây là bông bông mình đem vô mình tặng Thắm vào ngày lễ nha. Giờ để coi surprise Thắm á. Ok. Tắt đi đi. Thắm rồi, Thắm rồi. Vợ yêu ơi. Vợ yêu.
Dạ ơi. Merry Christmas. Yeah, tặng một cho em nè. Thì muốn ra ngoài chạy muốn hết đi. Merry Christmas. Thank you. Bất đề đâu mà bất đề. Thầy kêu quên phim nó hãy. Làm gối. Mình gối nó mà hoàn toàn nó phải bị gối. Ôi trời ơi. Thôi nè. Merry Christmas. Ôi bông hoài đúng rồi.